Ở dưới đây có rất nhiều những cây cải con các bạn ạ. Rất nhiều các cây cải con này. Đấy, mình không hiểu là họ gieo cái kiểu gì, nhưng mà những cây to đây là họ hai lá, họ bán ở bên này người ta ăn cải thì người ta chỉ hai lá thôi. Đấy, khả năng đây là nhà bên cạnh người ta trộm đấy các bạn ạ. Người ta trộm sang người ta trồng đấy. Trong lúc mà sao không có đây, vì sao chỉ đến buổi chiều mà. Xin chào cả nhà. Quỳnh Châu Phi chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Đây là Quỳnh Châu Phi các bạn ạ, còn mình là Quyết Quần Đùi đang quay video nha. Hôm nay Quỳnh đang tranh thủ ở đây để làm cỏ giúp các bạn ấy. Mọi thứ là trồng xong rồi, bây giờ là tranh thủ để làm cỏ đấy. Quỳnh chỉ làm một ít thôi. Quỳnh đang làm màu rất là đẹp nha các bạn nhá. Làm một ít thôi đây, Quỳnh làm xong hướng bên này rồi này. Cải củ rồi. Đây là cải củ, hôm nay sẽ giới thiệu kỹ hơn cho mọi người. Đây là cải củ nha các bạn. Cải củ, hàng cải củ lên rất là đẹp này các bạn này. Cảm giác như là đất ở đây rất là hợp trồng cải củ đấy các bạn. Mình để ý là nó lớn rất là nhanh. Ừ, rất là nhanh. Còn đây là a sao này. A sao đang làm cỏ các bạn nhé. Nói chung là chiến dịch của xóm trọ những ngày sắp tới là sẽ làm cỏ, toàn bộ làm cỏ. Chỗ này là rau cải các bạn ạ, rau cải cũng là rau cải nhưng mà nó là lại rau cải ngọt, rau cải cay của Việt Nam mình các bạn nhé. Đây này, kiểu rau cải bẹ vàng ấy, kiểu đấy. Cải này hơi đang đắng, ăn thử thôi. Nó lên rất là đẹp các bạn ạ, chỗ này nó lên cũng rất là đẹp. Chỗ bên này thì lên có vẻ là đẹp hơn này. Chỗ này đẹp hơn này, chỗ kia thì hơi dày một chút. Chỗ này là tuần tới ăn được rồi các bạn ạ. Tuần tới là ăn được cái rau cải này rồi. Đây này, nó tốt này, lên gieo lên nhanh lắm. Ở đây mà không cần một tí phân nào đâu nha mọi người nha. Thực ra là ở đây là do là cũng không mua được phân. Ở đây không có phân đạm các bạn ạ. Ở đây không có phân đạm, mà phân chuồng thì cũng rất là khó. Rất khó để xin phân chuồng. Bảo làm phân xanh thì cũng làm được thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái đất này nó cũng không cần thiết lắm. Quan trọng là các bạn có làm được hay không thôi. Bây giờ bảo các bạn thúc các bạn tưới nước 2 ngày một lần cũng đang rất là vất vả đối với các bạn rồi. À quên, 2 lần một ngày, nhầm. Bây giờ bảo các bạn tưới nước 2 lần một ngày mà cũng đã vất vả với các bạn rồi. Bây giờ mà bảo làm thêm phân xanh nữa thì vất vả lắm. Đấy, mà Madu đang tỉa này để về trồng ở nhà nữa đấy. Madu tỉa ra bánh spark rồi nhá. Ó ao ăn được grosso você tia ra, ao ăn được cái finu você não tia ra chứ? Ao ăn được finu não tia ra, tia ao ăn được grosso só. Exemplo aqui, aqui tia ra. Mai aqui tá bem espaço não tia ra, aqui agora precisa tia ra tudo capim. Não. Eu já falei. Ao ăn được grosso você tia ra. Aqui grosso. Tá vendo? Onde tá se bué? Aqui grosso. Tira lá um ou dois. Sim. Tira lá um ou dois. Aonde grosso tira um. Aí não tira mais. Grosso tira um. Você vai ser assim, vai perder. Perdeu tudo. Bé con na. Bé só deixa. Bạn mang về nhà bạn trồng. Esaki nem brisita mai arranca aqui so que tira capim. Aqui tá bom, aqui tá bom. Tá bom assim. Não me dou roupa, você planta aqui também roupa. Lúc nào cũng sợ trộm, khổ quá, mệt. Đây, bạn đang mang về nhà để bạn trồng này. Você quer muito trabalhar? Assim já boa. Não, só aqui. Só aqui. Fazer direito aqui. Meter essa só. Essa não. Essa já bem espaço dessa. Entende? Essa não mexe mais. Essa só. Sim, só capi. Depois comer. Já? Essa já pode arrancar para vender. E essa
Mình bảo sao cái chỗ này là mai tỉa đi để đi bán được rồi. Cái này này, này các bạn cũng đang tỉa dần rồi. Đây là cái rau mùi các bạn ạ. Còn mình dặn sao là cái chỗ này không phải ấy gì nữa mà là chỉ làm cỏ đi thôi. Các sao lúc nào cũng sợ trộm bảo các bạn trồng ra để cho nó có dấu. Thế là trộm chỗ nào thì biết chỗ đấy. Nhưng mà lúc nào cũng bảo thế ở đây thì trộm, trồng ra thì trộm nó vẫn trộm. Chỗ này chỉ cần làm cỏ thôi các bạn ạ. Bởi vì là mình tỉa trước là tỉa ra rồi, giờ nó thưa ra rồi thì cây nào nó còn nguyên thì để cứ để nó làm cỏ xong rồi nó lên thôi. Còn ở xung quanh nhà mình đây người ta đang làm cỏ hết rồi, người ta cắt cỏ hết rồi các bạn nhé. Để họ trồng đậu và trồng cả cải nhé các bạn nhé. Đây này, các nhà xung quanh này. Lúc đầu tiên đến là các bạn thấy là ở đây là cỏ rất là rậm đúng không? Bây giờ nhưng mà xung quanh người ta đã làm hết cỏ rồi này. Đấy. Bây giờ mình đi xe sẽ đi xuống dưới kia để mình review cho mọi người một chút về cái ruộng rau của người Angola nhá. Mình đi xuống đấy mình mua rau luôn. Quý nhá, đi xuống kia đi mua ít rau em ơi. Để review cho mọi người xem luôn một chút đấy. Chúng ta sẽ đi xuống kia mua một ít rau cải của các bạn ở dưới này làm nhá. Cô mua tamen carry. sao cũng bảo là mua cải đi ra ba mua ra. Ok. Đây, đi xuống dưới này. Đi. Để xuống đây ta xem ta mua cải ở dưới này, xem để các bạn tham quan xem ruộng cải ở dưới này người ta làm nhá. Cái chỗ này là ruộng người ta làm trước cái ruộng cải ở trên này một tháng rồi các bạn ạ. Kìa kìa em đến em hỏi kìa. Bota đi. Amiga, você tem a COVID para vender? Não. Hỏi nhà cái nhà kia kìa. Đây này các bạn này. Đấy, đây là ruộng rau cải của làng xóm nhé. Đây là người ta gọi là cải Trung Quốc đấy các bạn ạ. Gọi là cải Trung Quốc. Ở đây người ta hay tiền lá người ta bán nhé. Você tem COVID para vender? Nó tên Aki Dona Nota. Đây họ trồng đây này các bạn này, các luống cải của người ta này. Aki Japo de Aranga para vende. Dona Nota nè. Trơn đấy. Đây các bạn này, cải họ trồng trước mình một tháng mà bây giờ nó đang ra hoa hết đây này. Họ tỉa lá họ bán dần đấy nha các bạn nhé. Rau rất là tốt. Ở đây không có phân bón gì đâu cả phân bón đâu các bạn nhé. Đó. Cải Maria này, cải này thì lá trông giống như rau cải củ, giống như rau su hào của Việt Nam mình đấy. Đây này, cái lá trông giống rau su hào nhé các bạn, nhưng mà đây cũng tiền lá để bán này. Đó. Có những cây cà chua mọc dại người ta vẫn để này, người ta vẫn để những cây cà chua mọc dại đấy các bạn ạ. Cải gọi người ta gọi tên cải Trung Quốc, nó ở đây họ trồng đã tốt hết đây này. Ừ. Họ trồng ở đây rất là dày sen, sen kẽ với cả cải Maria đây này. Đây này. Ở dưới đây có rất nhiều những cây cải con các bạn ạ. Rất nhiều các cây cải con này. Đấy mình không hiểu là họ gieo cái kiểu gì, nhưng mà những cây to đây là họ hai lá họ bán ở bên này. Người ta ăn cải thì người ta chỉ hai lá thôi. Đây, bên này này, cải rất tốt này các bạn nhé. Rất tốt này. Lá tốt xinh. Tatrubang. Này, cải rất tốt nha các bạn nhé. Họ hai lá dần đây này, những cái chỗ cuống đây này là họ là hai lá họ mang ra chợ họ bán nhé. Đây nữa này, các bạn trông này. Còn lại sau này nó lên ngồng dài như thế này, xong sau nó ra hoa nhé các bạn nhé. Bên hông kia cũng thế, bên cạnh này thì nó có cái rãnh nước này. Người ta lấy nước ở dưới rãnh nên người ta tưới. Você vende covid? Nada. Anh đã nói tên? Muito tarde, muito tarde. Đấy các bạn, trồng cái vườn cải này là trồng trước cái ruộng của chỗ trên nhà sao một tháng đấy các bạn ạ. Người ta đã thu hoạch rồi. Cái chỗ này là cái chỗ ban đầu mà người ta ươm giống này. Nhưng mà người ta không tỉa ra hết, để đây nó già xong rồi nó lên hoa này. Đấy, cây thì bé tí, cun, ngủ cùn. Nhưng mà ở đây người ta chỉ đến tưới nước buổi chiều thôi các bạn ạ. Mà rau nó cũng tốt như thế này đây này. Nếu như mà tưới nước thường xuyên cả sáng cả chiều thì rau ở đây tốt lắm nhé cả nhà.
đất ở đây, thực ra đất đây nó tốt lắm. Mà ở chỗ này là chỗ mà người ta thường xuyên trồng cải rồi đấy các bạn. Chỗ này chỗ người ta thường xuyên trồng đấy. Năm nào người ta cũng trồng. Có trên chỗ đất của A Sao là chỉ có mỗi năm nay thì mới trồng thôi. Năm nay là A Sao khai hoang lần đầu tiên đấy. Đấy, review cho mọi người một chút về cái vườn rau cải của làng xóm. Làng xóm của A Sao. Các bạn trông ở bên cạnh là xung quanh là đã sạch bóng cỏ nhé. Không còn cỏ nữa. Ở bên cạnh đây là xung quanh là người ta cũng trồng đậu đây này. Người ta trồng đậu ở xung quanh này nhé. Đây các bạn này, họ trồng đậu này, trồng cải này. Đậu đây họ trồng này. Thế xong cải họ trồng xen kẽ này, xung quanh này các bạn này. Nhưng mà nước thì rất là thiếu, họ không tưới mấy đâu nhá. Họ không tưới nhiều như ở bên A Sao làm đâu nhá. Đây rau cải họ cũng trồng ra đây. Nhưng mà đất rất là khô này. Họ rất là ít khi đến để tưới nước các bạn ạ. Trông nó đã cằn cỗi chưa? Đó, đây này. Đấy, họ trồng ra. Cái này là họ đi mua hoặc là họ đi xin những cái cải gọi là cải China. Nhưng mà bản chất thì nó cũng là giống cải của Việt Nam mình đấy các bạn. Nhưng mà đây người ta cứ gọi là cải China ấy. Đó là ruộng xung quanh của dân người ta làm. Còn đây là cái ruộng của một người hàng xóm gần nhất đối với ruộng của A Sao. Họ cũng mới trồng ra đây. Đấy, họ trồng ra đây là cái luống cải của họ đây, cải gọi là cải China đây. Covicina đây. Đó. Họ trồng ra như thế này. Cũng có cái luống, các cái luống như thế này nha các bạn nhé. Nhưng mà luống của họ là hơi dày. Họ làm cũng rất là nhanh đấy. Và mới từ hôm qua hôm kia mình không ra mà nay họ đã cuốc, họ làm, họ trồng dần ra rồi đấy. Đây này, hôm nay chắc là mua một ít cái rau xà lách của A Sao mang ra để trồng lên này các bạn này. Đấy, A Sao bảo là chị này có mua rau xà lách này. A Sao, any compra esa también? No. De nos? No. Sin, taki. Đây chắc là không biết là không biết là sang bên nhà mình nhổ hay không, nhưng mà thấy ở đây có trồng này. Thực ra mà bảo có trồng cái này thì ở đây khả năng là không có đâu các bạn ạ, chỉ có bên ruộng nhà sao có thôi. Hola. Esa también. Ana compra. Nada. No compra ella. Hola, ya mete hola. Chỉ ở đây chỉ có nhà mình có cái này thôi chứ còn không ở đâu có đâu. Đấy, khả năng đây là nhà bên cạnh người ta trộm đấy các bạn ạ. Người ta trộm sang người ta trồng đấy. Trong lúc mà sao không có đây vì sao chỉ đến buổi chiều mà. Bởi vì là cái rau cải này này, ở đây mọi người là không có giống đâu cả nhà. Ở đây các bạn ấy sẽ không có cái giống rau cải này đâu. Với này là cũng không có cái này để mà mang ra đây để trồng đâu nhá. Đấy. To đúng cây nhà mình đây này. Đúng luôn mà, đúng luôn mà. Nay đi review cho cả nhà mới biết, mới thấy là bên này hàng xóm người ta chính xác là người ta sang, người ta tỉa, người ta mang về, người ta trồng đấy. Okay. Amanhã você pergunta a ela. Vou lhe perguntar. Já? Pergunta a ela. Porque ela não passa a pedir. Sim, pedir. Precisa pedir. Cái này là mình nói lại một lần nữa là ở đây là chắc chắn là các bạn không có cái giống cải này đâu. Bởi vì mua cái giống cải này là mua phải mua cả hộp rất là đắt, các bạn sẽ không có. Với lại là cái rau diếp này là các bạn cũng sẽ không có đâu. Mình không phải là quy chụp nhưng mà chính xác là ở đây là mình chỉ cần nhìn là mình biết thôi. À sao bức xúc rồi đấy. Tem que pedir, tem bagulho aqui, mano, me dá só. Tipo aquela ontem a gatuna, não pediu um buraquinho, o quê? Pediu um buraquinho, coisa dela, a gatuna ontem. Pediu. Não é isso? Ela pediu, lhe demo. Mas isso aqui tá devia estar aí, mano, me dá como. Então, enquanto eu falei, você que precisa ficar aqui, controlar sempre e
Quando você encontrou na você tira capino. É assim, tá bom. Essa é hoje. Se por isso eu volto das 12, 13, 14 horas. É que ela assumiu isso aqui quando sai para ir tratar documento. Hôm trước là cũng có chị hàng xóm đến nhưng mà chị yêu cầu là xin của A Sao thì cái chị mẹ con nhà kia thì A Sao cho hẳn hoi rồi. Chị xin cái rau mùi nhà mình ấy, chồng là A Sao cho hẳn hoi rồi và cái nhà này không xin gì cả. Tự nhiên đến để ăn trộm. Plantou mal, né? Plantou bem mal. Ok. Thôi được rồi, biết thế thôi chứ còn không làm gì cả bởi vì là giống thì cũng không không trồng không hết mà. Có chỗ này là mai sao sửa, cái chỗ kia là sao trồng một hàng đang là xong hết thôi. Đấy, hôm nay nhân tiện đi review cho mọi người phát hiện là bên là ngay bên làng xóm người ta cũng trộm ngay. Đấy, A Sao thế cho nên là A Sao bảo là A Sao cần phải sửa chỗ này em này. A Sao sửa chỗ này xong A Sao trồng ngay ngắn tảng hàng, tức là trộm chỗ nào là biết chỗ đấy luôn. Ê. Hôm nay là cỏ nó hơi bị lộn xộn. A Sao, agora você precisa fazer assim. Capina tudo aqui e você conta aqui tem quanto? Já? Vai dar, não é muito. Você conta. É por isso. Vai dar. Fazer assim melhor mesmo, para não roubar. Amanhã fazemos assim para não roubar, porque se não deixar assim, nós vamos sempre tirar lá. Vai acabar, porque vai pensar que não estamos precisando mais. Sim, vamos começar a tirar. Agora vamos ter que endereçar mesmo bem, fazer assim. É, nem precisa. Quando você capina tudo, já bonito, ela já tem medo. Já tem medo quando aqui fica bonito. Porque aqui tem muito que capina, você vai não saber onde ele tirar. Entende? Quando capina, sai tudo. Você vai ficar, você controlando bem. Onde falta, você vai saber. Entende? Tôi kia okay, video hôm nay sẽ kết thúc ở đây nhé cả nhà. Review một chút thế cho mọi người xem. Thì phát hiện ra là bên hàng xóm đã sang bên này tỉa rau để về trồng dần rồi. À sao thì hôm nay rất là cay cú. Rồi tạm biệt mọi người, chào nha, xin chào, cảm ơn mọi, cảm ơn cả nhà nha. Gà tu nà, à sao lại bức xúc lắm.